Giám xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là 19 giờ tối ngày 19 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 28 Tết. Em đang đứng ở ngay khu vực mà một con đường lát đá, đó là ấp Ánh Sáng. Bà con mình buôn bán buổi tối hôm nay thì có phần nhộn nhịp hơn. Trên con đường lát đá cũ kỹ này có những bà con gốc Huế bán những món đặc trưng như là bún bò cũng như là cơm hến. Buổi tối thì có phở xào, rồi phở bò. Khi mà đi chơi vào khuya, vào thời điểm bây giờ ghé vào con đường này, lúc nào cũng có món ăn ngon và nóng hổi. Hôm nay cũng là gần hết năm rồi. Ở ngay trung tâm cũng như là khu vực chợ Đà Lạt, khu vực Hòa Bình đều rất đông cảnh bà con buôn bán nhộn nhịp các mặt hàng, chủ yếu là bông hoa, rồi phần lớn là trái cây. Tối hôm nay em cũng không quên xin kính chúc quý vị và các bạn có một buổi tối thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay em xin được chia sẻ đến quý vị và các bạn khu vực ấp Ánh Sáng. Bên cạnh là công viên hoa sắc pháo, nơi mà bà con mình bày bán đủ các mặt hàng để cho cô bác bà con người dân cũng như là du khách mua sắm vào những dịp cuối năm. Có những món ăn vặt đặc sản ở Đà Lạt không thể thiếu vào buổi tối, đó là món bắp nướng, khoai lang nướng, sữa đậu nành. Những món ăn nóng hổi trong thời tiết Đà Lạt se lạnh rất là ngon và ấm cúng. Bây giờ em sẽ men theo những gian hàng dọc theo hai bên khu vực ấp Ánh Sáng. Năm xưa là vườn rau, ngày nay trở thành một con đường nối từ bùng bên nước của chợ Đà Lạt về với con đường Nguyễn Văn Cừ. Trời, cái quả này quả gì mà đẹp quá vậy chị? Phật thủ á. Phật thủ hả? Còn cái quả này? Quả dư. Quả dư hả? Dạ. Dư thì ăn không được, Phật thủ thì nó giống như trái bưởi vậy, nhưng mà nó có bột ốc không mà không, cái bột nó có chút xíu. Cảm ơn chị. Này thì bao nhiêu một trái vậy cô? 30.000 ký, tiền công vẽ 80. Dạ. Là quả cỡ tầm 200 mấy. Dạ dạ. Con cảm ơn cô. Bây giờ chỉ cần dầu nữa đủ rồi. Còn đây là những mặt hàng địa lan. Năm nay các mặt hàng dưa hấu chiếm đa số trên con đường này. Dưa hấu được khắc những lời chúc may mắn mang tài lộc đến. Ngoài những câu chúc ra còn có những quả dưa hấu vô cùng là độc đáo và bắt mắt, được sơn lên mình màu vàng. Theo em được biết, đây là những quả dưa hấu được chở từ miền Tây lên. Để chuẩn bị cho những quả dưa hấu rực rỡ màu sắc như thế này, bà con mình sẽ phải chuẩn bị từ vài ngày trước. Không chỉ những có những quả dưa hấu, mà năm nay còn có những quả dừa cũng được sơn lên một màu vàng, trông từ xa rất là độc đáo và bắt mắt. Quả dưa hấu ở đây em thấy là khá là to, người ta bán theo ký. Dưa hấu này là một loại dưa hấu tròn, dưa hấu truyền thống. Bởi vì những ngày Tết á, bà con mình thường hay mua những quả dưa hấu tròn này về. Cây này cây hoa gì đẹp quá vậy? Bảo quyên hả? Mùi nó dễ chịu quá ha. Thơm. Cái mùi là nghe mùi lây á.
cảm ơn nha. Cái này để em đi bán ở chiều 3. À đều có giá đặc biệt. Đây là loại hoa lây ơn. Một bó như vậy bà con mình bán với giá 100.000 đồng cho một bó. Còn bông cúc thì một bó chỉ có 20.000 thôi. Hoa lây ơn bà nói là trồng nhiều ở khu vực Định An, Đức Trọng. Năm nay có lẽ bà con mình đỡ lo hơn một phần nào. Còn các mặt hàng khác như là dưa hấu, đào, bông hoa, bông mai, phải nói là năm nay quá nhiều luôn quý vị. Năm nay có thể nói nhiều hơn cả năm ngoái, nhưng mà sức mua năm nay có thể nói là giảm đi một nửa. Bởi vì do kinh tế người dân làm ăn khó khăn, tiết kiệm chi tiêu. Hoa ly thì có 120.000 đồng cho một bó. Tại đây thì có câu vừa đủ xài, những món trái cây không thể thiếu trong những ngày Tết. Những quả măng cầu, rồi những quả đu đủ, rồi những quả dưa. Ở đây người ta cũng đề giá sẵn để cho người mua, người bán đỡ vất vả hơn. Người mua cũng đỡ phải hỏi giá nhiều, bởi vì hỏi giá nhiều cũng ngại quý vị. Đây là những bộ bàn được làm từ gỗ me tây theo kích cỡ mà người ta bán từ 300.000 đồng cho đến 500.000 đồng một bộ bàn. Những bộ bàn như thế này mình mua về có thể để ngoài ban công uống trà hoặc là những quán cà phê. Mua những bộ bàn này về để mà bày trí cũng rất là độc đáo và đẹp mắt. Chị ơi, chậu này bao nhiêu chậu hả chị?
chị, chậu này bao nhiêu chậu? Cái chậu này 400 hả? Bây giờ em sẽ chạy qua khu vực bên đường để xem bà con mình bán mai đào đã vơi hay chưa. Sau đó thì sẽ đi về các con đường như là đường Trần Hưng Đạo rồi đường Hùng Vương. Ở đây có các mặt hàng đồ cổ này. Nhìn chung á, thì lượng người mua thì ít, chủ yếu là dân địa phương. Năm nay thì sức mua không có được nhiều cho lắm quý vị. Mấy bữa nay phố phường cũng vắng một phần nào đó bởi vì bà con mình về quê ăn Tết, cũng như là không có khách du lịch. Ngoài ra những khu vực ở trung tâm như khu vực khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt, còn những con đường khác thì rất là điều hiu. Sơ khu vực chợ Đà Lạt hôm nay các mặt hàng cũng giảm tải bớt so với mọi khi. Phố xá thì lư thưa khách, khách du lịch thì trong những ngày này thì cũng có một số người chơi Tết, hoặc là có người thì đón Tết ở Đà Lạt luôn. Em sẽ chạy về con đường Hoa Hồ Tùng Mậu, sau đó sẽ chạy về con đường Trần Hưng Đạo, con đường Hùng Vương để cập nhật sức mua năm nay của bà con mình. Ở đây em thấy là có những chậu bonsai khá là đẹp mắt, để từ lâu lắm rồi, cả tuần nay rồi mà vẫn còn nguyên si. Phải nói là năm nay bà con của bác mình buôn bán bông hoa thì rất là nhiều người buôn bán, nhưng mà người mua thì ít. Một số vị trí bà con mình để những máy nổ phát điện để cho những chậu bông hoa sáng lên, bà con mình dễ buôn bán. Còn những chỗ thì nó rất là tối, vào ban đêm thì phải ngủ lại qua đêm, khá là lạnh lẽo. Bây giờ chỉ có 17-18 độ C. Để mà canh những chậu cây, chậu hoa tiếp tục duy trì cho đến ngày 30 Tết. Cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn đốt lửa để sưởi ấm. Còn đây là khu vực hội chợ Tết để cho người dân cũng như là du khách vui xuân. Có nhiều chương trình tiết mục độc đáo như là Lô Tô Hoàng Phúc. Hội chợ bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 1. Hôm nay các chuyến xe cũng đã chở các mặt hàng lên rồi để chuẩn bị cho ngày mai, ngày mốt sẽ diễn ra hội chợ. Bà con mình mua sắm bên trong hội chợ cũng như là xem lô tô. Ngoài ra còn có các mặt hàng ăn uống, ẩm thực, bán các mặt hàng đa dạng về mẫu mã.
giờ thì em sẽ đi lên con hẻm Cầu Đúc với con dốc số 7 để mà về với đường Trần Hưng Đạo, con đường Lê Thái Tổ. Ở đây có những chậu đào, em thấy là vẫn còn nguyên. Đối với những cây đào rừng thì năm nay có phần bán chạy hơn những năm khác. Thấy những chỗ nào mà trống trống là vui rồi quý vị, bởi vì bà con mình đã bán gần hết. Năm nay em thấy là bông hoa quá trời luôn, từ con đường Trần Hưng Đạo mà kéo về đến con đường Hùng Vương luôn. Và cứ đi nhìn thấy chỗ nào trống trống là biết là bà con mình bán gần hết rồi, thì cảm thấy cũng vui vui quý vị. Còn mấy chỗ này thì em vẫn thấy còn nguyên si. Ngay những vị trí này, con đường này thì nó buổi tối thì ít người qua lại cũng như là thiếu ánh sáng. Người ta cũng phải để những máy phát điện thắp đèn lên để cho bà con cô bác mình dễ ngắm hoa để mà chọn mua. Đối với một số bà con mình mang lều ngủ lại qua đêm, rồi trời lạnh thì trong lúc chưa có khách vào bên trong để ngồi cho ấm. Thì có bán đào đồng giá 600.000 đồng một chậu và để những cái bảng ra đây. Mà cũng theo tâm lý của nhiều người, phải đợi đến ngày cuối cùng, ngày 30 đi mua đào, mua hoa thì nó mới rẻ. Cũng có nhiều người họ cũng không bán mà sẽ đem về. Cũng có nhiều người họ chặt bỏ rồi phá bỏ bởi vì không bán được, rất là đáng lo cũng như là đáng buồn. Đối với những cây đào, cây mai ra lá thì bà con cô bác mình sẽ ngắt bớt để cho nụ nó ra. Con đường này vào ban ngày thì rất là đẹp, còn đối với buổi tối thì tương đối là vắng cũng như là thiếu ánh sáng. Này là chỗ trưng địa lan, hầu như năm nay em thấy ít người mua địa lan hơn là mọi năm. Cũng có nhiều cô bác cắt cành ra bán theo từng cành, rồi những cái cành được ngâm với nước để mà bà con mình mua về trưng Tết có thể để được khá là lâu. Đây là khu vực vòng xoay giao nhau giữa con đường Phạm Hồng Thái, ấp Hồng Lạc và con đường Khe Xanh, Tiền Quân Thành. Đi thẳng thì quý vị và các bạn sẽ về đường Hùng Vương, con đường Lý Thái Tổ. Bây giờ thì em sẽ đi tiếp con đường Hùng Vương, tức là con đường Lê Thái Tổ, để chia sẻ đến quý vị và các bạn hình ảnh bà con mình bán bông hoa. Trên đoạn đường này thì vắng hơn đoạn đường Trần Hưng Đạo. Cũng đồng nghĩa là bà con mình buôn bán ở đoạn này sẽ khó khăn hơn là khúc dưới.
đây có những chậu cúc vạn thọ, giá chỉ có 100.000 đồng cho đến 150.000 đồng một chậu. Có một anh đang mua một chậu tắc cũng như là hai chậu hoa cúc. Nếu mà mình có xe thì mình trở về luôn, như vậy sẽ đỡ mất phí xe ôm. Mai vàng ở đây nở bông nhiều quá, chắc có lẽ là để lâu rồi, cũng không có người mua. Bông rực trời, vàng luôn cả một vỉa hè. Đến ngày 30 Tết, ngày cuối cùng, bà con mình mới đi mua sắm nhiều. Cũng hy vọng là bà con, cô bác sẽ bán bông, bán hoa, sẽ bán hết. Có lẽ sẽ bán không hết được, nhưng mà cũng một phần nào đó cũng vơi đi. Mong là bà con mình sẽ bán được.